Sáng nay, lễ hội sông nước lần đầu tiên được thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc để phục vụ người dân và du khách. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 thì tại công viên Bến Bạch Đằng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sông nước. Đây là dịp để thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh của du lịch thành phố, đặc biệt đó là hình ảnh du lịch sông nước đến với người dân và du khách. Lễ hội sông nước sẽ tái hiện không gian trên bến dưới thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước. Điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn dòng sông kể chuyện, diễn ra vào tối ngày 6 tháng 8 tại cảng Sài Gòn, tái hiện sự hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 với mục tiêu chúng tôi muốn xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc trưng riêng có ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm này sẽ tối ưu hóa các hệ thống kênh rạch sông ngòi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng định vị thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa đặc trưng. Chương trình hứa hẹn sẽ lan tỏa niềm tự hào, tình yêu dành cho thành phố Hồ Chí Minh và truyền cảm hứng du lịch khám phá điểm đến thành phố tới du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.